Rồi, hello, xin chào các bạn đã với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình chia sẻ về vấn đề sắp tới nha bạn ha. Thì vừa qua Tết thì các bạn những cái vấn đề cây trầu nào thì nên thay chất trồng và trồng nào không nên thay chất trồng ha. Thì nay mình sẽ nói về vấn đề đó và bạn cho bạn xem cái cây mai 30 Tết của mình ha. Bạn nào mà thánh mà nói cây mai mình bị nở muộn này kia rồi đó ha. Thì đó, vô đây xem ha, xem cây mai mình có nở muộn hay không. Thì bữa nay 30 mà nó bung khoảng 50% này các bạn ha. Ngày mai mùng 1 thì nó bung khoảng 70% 80% ha, mình thấy ha. Nó bung rất là nhanh. Mai là cây này mình đã hãm nước rất là mình đã cắt nước luôn các bạn ha, hãm bằng hãm phương pháp mạnh là mình cắt nước cho cái chậu nó khô luôn. Rồi nó xảy ra tình trạng là bông nó nở không được đẹp lắm ha các bạn ha. Bông nó không được to và không được thẳng. Thì giống này giống dạo nhung các bạn ha. Đó, cây mai hình thú của mình ha. Thì cho bạn xem á ha, nụ còn rất là nhiều ha. Thì ngày mai mùng 1 ha, mình để ngoài gió luôn. Nay xuất hiện gió rất là nhiều, nó rụng cánh là bạn ha, thấy mình không có xịt thuốc chống rụng cánh nha bạn ha. Thì mình đã đáp thắc mắc cho các bạn ha, xưa cái thuốc mà chống rụng cánh của Đại học Cần Thơ thì nó có hại hay không. Thì mình nói cái thành phần trong cái chất thuốc chống rụng cánh hoa đó thì nó gồm có hormone tăng trưởng là triacotanol ha, cái hormone nó rất là mạnh ha. Và cái thứ hai cái là nó có axit boric ha, axit boric. Thì nó bạn thấy là khi mà xịt xài cái loại đó thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả là cái cánh của bạn nó để ngoài gió này nè, ngoài nắng gió này nó sẽ không có bị rụng, nhưng đổi lại là cây mai của bạn nó sẽ ảnh hưởng một chút nha các bạn ha. Mình nói ảnh hưởng một chút nha, thì theo bạn xịt ít nhiều nữa thì bạn nên xịt cái liều lượng mà thấp hơn cái liều lượng của nhà sản xuất. Ví dụ nhà liều lượng của nhà sản xuất nó quy định là 10 cc cho một lít nước thì bạn xịt khoảng 5 cc, 7 cc thôi cho một lít nước thôi. Và mình xịt sương sương áo áo qua vừa phải thôi chứ không phải xịt đẫm kiểu như mà xịt thuốc trừ sâu nha các bạn ha. Đó, và mình nói luôn khi những cây mai mà xịt thuốc chống rụng cánh hoa như vậy thì các bạn phải nên xả phàn sớm. Thì nếu bạn để lâu dài á, để gần quá lâu, bạn để qua khoảng mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10 á, thì mà bạn xịt thuốc chống rụng cánh hoa như vậy thì sau khi xả phàn cây mai của bạn nó sẽ mất sức rất là nhiều và nó có thể là đâm được yếu hơn cây người ta và có thể là si nha các bạn ha. Lưu ý điều đó cho mình. Thì về vấn đề hôm nay, clip hôm nay thì mình chia sẻ về vấn đề thay chất trồng. Nhiều bạn hỏi qua Tết có nên thay chất trồng hay không và thay như thế nào và cái chất trồng thành phần như thế nào, thì mình sẽ nói lại để các bạn rõ hơn các bạn ha. Thì quy tắc nếu mà thay chất trồng á, thì phải sao, thứ nhất là bạn phải xả tàn lạc lá cây mai đã sạch hết luôn, không có chừa lá, xả tàn và lạc những cái lá còn lại hết các bạn ha. Và thứ hai là cây cây mai mà không có lá non nhiều thì nên thay chất trồng các bạn ha, không có lá non nhiều thì nên thay chất trồng xả tàn. Còn cây mai của bạn mà lá non nhiều quá thì không có thay chất trồng được đâu các bạn ha, lưu ý rồi đó cho mình. Tại vì khi mà cây mai đang cho lá non nhiều thì bộ rễ dưới nó đang già, bộ rễ đông tơ dưới đang già và quá trình trao đổi chất của cái cây nó diễn ra rất là mạnh. Nếu bạn xả tàn và bạn thay chất trồng luôn thì cái quá trình nó sẽ bị gián đoạn, làm cây mình nó rối loạn sinh trưởng và nó sẽ si cây nha các bạn ha, lưu ý rồi đó cho mình. Thì cái thành phần chất trồng mình xài ở đây mình đó nha ha, mình xài thì chỉ có chó sấu sống và sơ dừa và chó hùng thôi các bạn ha, chó đen á. Thì cái tỷ lệ của mình là khoảng là 5 phần sơ dừa ha, rồi khoảng 2 phần chó sống thôi và 3 phần cho chấu các bạn ha. Mình ở đây là mình chỉ có 3 thành phần đó thôi. Còn nếu bạn nào bạn có thêm đất bạc ruộng nè, đất bạc ruộng bằng băm nhuyễn ra, giờ bạn thêm để dừa để lót dưới đáy chậu là tốt ha, hoặc các bạn có thể băm nhỏ để dừa cho bạn trộn trong chất trồng cũng được nữa. Đó, bạn có thêm một chút cát nước ngọt ha thì cũng được ha. Thì đây mình không có trộn cát nhưng mà chỉ yếu mình giải một lớp cát mỏng lên đây. Cát mình đây mình xài cát rửa chứ không phải là cát nước ngọt nữa các bạn ha. Thì mình để trên lớp mặt chậu thôi. Đó là những cái thành phần chất trồng nó thì nó sẽ tốt nha. Còn có nhiều bạn hỏi là cái thành phần chất trồng có nên xài cái giỏ đậu phộng hay không, thì mình nói là theo mình thì cái giỏ đậu phộng các bạn ha thì nó là đạm đạm tự nhiên, nó là đạm hữu cơ tự nhiên rất là tốt, nhưng mà khi mà mình trộn vô á là nó dễ sinh cái nấm lắm, dễ sinh cái nấm ha bạn ha. Nhưng mà quan trọng là cái cây bạn mạnh á, nó đã nói rồi, cái cây mà mạnh á thì nấm nó sẽ không tấn công được. Thì cái cây mà mạnh á, bộ rễ nó tiết ra cái hormone cytokinin á ha, và những cái loại axit để kháng lại cái sự xâm nhập của nấm các bạn, rất là hay. Nên những cây mạnh thì nó khó hình thành nấm hơn những cây trung bình và yếu đó. Thì tùy bạn thôi, bạn nên xài thì xài ha. Và đặc biệt á, là khi mà thay chất trồng á, mình đã nói rồi luôn á, là với cái chất trồng của bạn á nó bị lèn quá khó thoát nước thì mới thay thôi, lèn quá mà khó thoát nước mới thay thôi. Thì thường á,
Nếu là bạn nào siêng thì mình không phải là nhất thiết là khi bạn không thai, nhưng mà theo mình á là không nên thai, tại vì nếu mà bạn có một vài chậu á, thì bạn thai. Còn nếu mà bạn kinh doanh á, thì bạn thai, tại vì kinh doanh đòi hỏi là cây bạn phải sung ha. Thì đương nhiên nó cây thai là nếu bạn thai đúng quy tắc luôn á là cái cây mai bạn nó sung hơn là không thai ha, mình nói rồi. À, thay đúng nguyên tắc là nãy giờ mình nói đó ha, nên tha xả tàn thay chắc trồng sớm, sớm là lúc cây nó chưa có da lá non nhiều ha, đừng cho nó chỗ bông nhiều quá và bạn xả tàn và bạn thay chắc trồng luôn. Thì mình thấy những cái khu vực mà ở dưới miền Tây đó, Trà Lách này kia đó, người ta thường thường là mỗi năm mỗi thay chắc trồng ha, nên cái sự mà tồn động cái chất phân và những cái chất độc hại trong cái chất trồng để ảnh hưởng cây sao xả tàn là người ta không có, hay người ta thay người ta rửa rễ luôn các bạn ha. Đó thì bạn thấy là nếu mà cây bạn á, nếu mà đã lỡ bị bón phân mà tồn đọng nhiều quá, cây năng không hết á, mà bạn sợ xả tàn là thay chất trồng, thấy cây của bạn nó bị ảnh hưởng của cái chất phân nó còn tồn đọng á, thì các bạn cứ thả nước thật nhiều đi ha, thả nước thật nhiều vào chậu để xả bớt những cái chất không có lợi, những cái chất dư ha. Tại vì cái cây mai của mình á, lúc khoảng những cái tháng mà mình kích nụ rồi, những cái tháng gần Tết này nè, thì thường là mình bổ sung phân nó hơi nhiều đó ha. Cây nó ăn không hết thì nó tồn dư, nên nó khi mà xả tàn rồi á, cái bộ rễ mà nó sau khi mà xả tàn mà bộ rễ nó già, nó non nớt á, nó không có chịu được cái nồng độ những cái loại phân mà nó quá cao như vậy ha. Nên tốt nhất thì bạn xả, nếu mà bạn nào không có thay chất trồng thì nên xả nước thật đẫm vào chậu. Xả nước thật đẫm thì có thể là bạn xả trong vòng 5 phút 10 phút để nó trôi những cái lượng phân nó bỏ đi các bạn ha. Và khi xả như vậy thì qua ngày sau, ngày kia, ngày mốt nữa cũng không có thể là nên không nên tưới, tại vì bạn cứ canh cái chậu bạn nó khô mới tưới nha bạn ha, đừng có tưới nước nhiều quá, lưu ý rồi đó cho mình. Và mình sau này mình sẽ làm kỹ hơn cái vấn đề mà thay chất trồng, xả tàn thay chất trồng như thế nào ha, để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề đó. Chứ còn bây giờ là mình chưa có xả tàn ha, nên mình không có thực hành thực tế cho các bạn xem ha, mình nói lý thuyết thôi để các bạn có cái nguồn kiến thức trước cái đã ha bạn ha, rồi hãy sau này hãy làm. Và mình nói kỹ cái vấn đề thay chất trồng cho bạn hiểu rõ để sau này bạn làm ha. Thì thường mình ít có khi nào mình làm thực tế cho bạn xem lắm, thường thường mình nói thôi, lý thuyết thôi, tại vì mình không có thời gian và mình không có kinh doanh nữa các bạn ha. Đó thì khi bạn thay chất trồng thì cái chai cây của bạn phải khan nước một chút đỉnh, phải khan nước có nghĩa là bạn phải giảm lượng nước tưới và xiết nước chút đỉnh ha, chứ đừng có tưới ướt nhẹp rồi mới thay chất trồng nha bạn ha. Khan như vậy, khan vừa thôi chứ không phải khan khô quá nha bạn ha. Đó rồi bạn nhổ cây lên, rồi bạn bươi rễ có thể là dùng vòi nước nhẹ bạn rửa các bạn ha, dùng nước vòi nước gì nhẹ thôi để rửa, nhưng mà dùng vòi nước mạnh quá bạn rửa thì nó sẽ đứt rễ đồng tơ của bạn ha. Đó rồi sau đó thì các bạn có thể chọn chất trồng sẵn ha, là nên làm ở buổi chiều, buổi sáng sớm hoặc là chiều mát ha, để cái cây mình nó ít bị ảnh hưởng do cái thời tiết nắng nóng nó táp cái cây của mình ha các bạn ha, không biết rồi đó cho mình. Rồi thì khi mà bạn thay cái chậu á, thì tùy theo các bạn ha, có ba cái trường hợp bạn trồng chậu ha. Thứ nhất là bạn trồng chậu ép chậu như thế này nè ha, và thứ hai là trồng chậu vừa, thứ ba là trồng chậu to ha, chậu quá to đó ha, thì lưu ý điều đó cho mình ha. Thì đối với những cây mai dàn ghép á, thì các bạn nên trồng những cái chậu quá nhỏ thôi, đừng có trồng chậu lớn quá, chậu lớn quá thì nó dễ bị ôi nước ha, nếu mà bạn điều chỉnh nước không tốt á, thì nó dễ bị ôi nước thôi. Còn cây mai mà margin á, margin thì các bạn có thể trồng chậu trung bình, thì nếu vì ví dụ như cái cây mà hoành khoảng 40 đi, nếu mà ép chậu thì bạn có thể ép vô cái chậu 4 ha, chậu 4, chậu 5. Còn cái cây mà hoành 40 á, bạn trồng trồng chậu trung bình á, thì bạn có thể trồng chậu 6 ha, trồng chậu 6, chậu 7. Còn nếu mà cái cây của bạn á, trồng chậu lớn á, thì cái cây của bạn là cây mai tàn ha, không có ghép, và các bạn trồng cây hoành 40 thì các bạn phải bạn trồng chậu 1 mét ha, 1 mét 2 ha, đó là trồng chậu lớn. Và quy tắc là trồng chậu càng lớn thì cái lượng nước tưới mình phải giảm ha, không có được tưới hoài, không có ngày nào cũng tưới, ngày nào cũng tưới thì cái cây của bạn nó sẽ úng rễ và nó sẽ không ra rễ được. Với quy tắc ra rễ là cái cây mai mình, cái chất trồng của mình phải khô hanh ha, lúc đó thì bộ rễ nó sẽ báo động là nó sẽ tự tìm đi, nó thiếu nước ha, trong môi trường thiếu nước thì nó sẽ tự động bò ra và hình thành rễ ra để mà nó đi ăn những cái khu vực mà có nước mà ha, từ đó thì bộ rễ nó mới ra dài và nó nhân chia những cái rễ thông nhiều, làm cho cây mình nó chắc trồng mà nó thông thoáng được.
Còn nếu mà bạn trồng chậu lớn rồi mà bạn cứ tưới nước hoài ra ẩm á, nó hoài á, thì khả năng là cái cây của bạn nó sẽ không có ra rễ được nhiều như cái chậu người ta ha. Tại sao bạn thấy những cái cây mai người ta ép chậu là cây ta vẫn sung ha, bông nhiều ha, tàn lá tùm, là người ta canh được cái lượng nước các bạn ha. Thì thường những cái chậu ép chậu chậu nhỏ thì quản lý nước nó sẽ dễ hơn, có nghĩa là khi mà thiếu là canh, thấy thiếu là tưới liền, và tưới nó khó dư lắm. Còn những cái chậu lớn gặp những cái ngày mà mưa dầm mưa về trong có những tháng mưa sắp tới, thì những tháng mưa mùa hè bạn ha, thì các bạn không nên tưới ha, và có thể là canh cái nước nó khéo hơn một chút ha. Thì khi mà tưới, khi mà vô chất trồng xong rồi đó ha, các bạn thì có thể là bạn để cái chậu nó khô khô lại một chút ha, rồi mới tưới cái thằng dưỡng dễ. Bạn có thể sử dụng Atonit hoặc là sử dụng N3M ha, hoặc những cái loại dưỡng dễ khác. Thì cái liều lượng thì sau này mình sẽ nói kỹ hơn các bạn ha. Cái vấn đề hôm nay thì mình sẽ nói về cái vấn đề mà thay chất trồng cho bạn hiểu hơn ha. Cái chậu của bạn á, mà nó không có bị lèn đất, là không có bị mà khó thoát nước á, thì cũng không cần nên thay đâu. Nên là bạn nào siêng thì thay thôi các bạn ha, thay thì nó tốt hơn. Thay phải đảm bảo kỹ thuật nha bạn ha, nói giờ mình nói á. Chứ thường ở đây là mình 3 4 năm rồi cây mình cũng chưa thay nữa các bạn ha, chưa thay chất trồng nữa ha. Thì đối với những cái trường hợp mà bạn không thay chất trồng thì bạn phải kiểm tra ha, bạn ai dùng tay ngón tay của mình là mình nhấn vô những cái phần trong chậu này, chỗ nào mà nó bọng nó xốp thì các bạn có thể là thêm chất trồng vô, bằng nhét thêm chất trồng vô các bạn ha. Nó bọng nó xốp lại, đối với những cây mà thường là nó trung bình nó yếu á, nó bị tình trạng bị bọng xốp rất là nhiều, tại vì bộ rễ nó không có ăn ra được, nên cái chất trồng mình nó không có cái gì để kết dính lại cái chất trồng, giữ lại cái chất trồng của mình, nên nó sẽ bị lọt ra, cái từ lọt ra ngoài rồi thổi bằng cái qua cái con đường mà cái lỗ thoát đá chậu nè các bạn ha. Đó, nó mất dần chất trồng đó. Chính vì thế thì bạn kiểm tra, bạn phải nhét lại ha, chọn chất trồng ha, xong bạn nghe, bạn kiểm tra, bạn nhấn như nè, chỗ nào tầm phồng á bạn nhét vô cho mình ha, nhét xung quanh thái giáo ha, nhét chặt lại các bạn ha. Tại vì nếu mà để cây mai nó tầm phồng như vậy, cái chất trồng nó bờ rời bờ nó rễ nó khó già lắm các bạn ha, nên phải 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 kiểm tra và nhét nhét cứng lại ha. Mình vừa rồi mình cũng kiểm tra, mình nhét lại một số chậu ha đó. Rồi cho bạn xem lại cái cây mai của mình ngày 20 ngày 30 Tết ha, nó nhà ra bông như thế nào nào ha. Có nhiều bạn hỏi mà sao mình không có quay nhiều, không có lặt lá nhiều cây mai và không có quay lên nhiều ha, tại vì nói chung là mình không có mua bán các bạn ha đó, mình và mình bận nó, mình không có thời gian ha, và một số vấn đề nữa mình không có tiết lộ được, nên nói chung là mình chỉ lặt vài cây để mà quay clip cho bạn xem thôi ha. Chứ cây mai của mình nó nói chung là nụ cũng rất là nhiều, còn mai nụ rất là nhiều nha các bạn ha, chứ không phải không nụ đâu, nhưng mà mình không có lặt các bạn ha. Đó, mình chỉ lặt vài cây để cho các bạn làm video cho các bạn xem thôi các bạn ha. Đó, con thấy nè, để ngoài nắng là gió nó sẽ rụng cánh rất là nhiều nha các bạn ha. Đó, nó quy ra đó cho mình ha. Rồi thôi, bạn nào chưa đăng ký kênh của mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Sắp tới mình làm ra những cái video mà phục hồi xã tàng cây mai sau Tết như thế nào cho nó hợp lý nha các bạn ha. Rồi bạn nào yêu thích video của mình thì hãy cho mình một like nha. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn video tiếp theo.